Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Anh chị em có được phước trong những ngày qua không? Have you been blessed, my brothers and sisters? Cảm ơn Chúa vì chúng ta được Chúa ngày cho có cơ hội để chúng ta được trang bị, được huấn luyện để thực hiện những công việc mà Chúa ngày đã định cho chúng ta. We praise God because He has equipped us and trained us over the most recent days to be able to serve His people in need. Cảm ơn Chúa, chúng ta có thể tiếp tục khải tượng mà Chúa ngày giao cho chúng ta. And we can continue with the mission, the vision that God has given us. Chúa muốn chúng tôi thực hiện công việc đó là sẽ xây dựng nhiều đền thờ di động ở trong quyền năng của Chúa ở trong những ngày sắp đến. And that is to continue to build temples, worship places for the Lord to reside, mobile temples to go out and minister to others. Đó là những đền thờ đầy sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng và Đức Chúa Trời hằng sống. These are temples that are filled with the living God, His presence and His power. Vì chúng ta biết rằng thế giới của chúng ta có rất là nhiều đền đài. Because we know that in our world there are many buildings, many worship places. Và những cái chỗ mà người ta nói rằng có những cái kỳ tích, có những việc lạ xảy ra tại đó, thu hút rất là nhiều người đến đó. And even weird things, amazing things have happened at those locations. It's drawn many people. Và Chúa ngày muốn cho chúng ta là con cái của Chúa. But God wants us as His children. Sẽ là những đền thờ nơi Chúa ngự. To be temples where He will reside. Và sẽ có những việc lạ lùng xảy ra xuyên qua đời sống của chúng and ta. And that amazing, divine, supernatural things will happen from our lives. Để sẽ thu hút nhiều người đến với Chúa. To draw many people unto Christ. Bởi vì chúng ta có sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng và hằng sống ở trong chúng ta. Because we have the presence of the living and all-powerful God living in us. Nên buổi sáng hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng ở trong công việc và chúng ta cùng học về quyền năng lớn đang cảm động ở trong chúng ta. So this morning we're going to continue in our lessons, continue in our preaching to be able to build up our spirits to understand the power that we carry in Christ. Ở trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19 đến 20 và Ê-phê-sô chương 3 câu số 20 là hai phần kinh thánh mà chúng tôi xin mời hội thánh cùng suy gẫm buổi sáng hôm nay. Will you join with me in reading 1 Corinthians chapter 6 verse 19 through 20 as well as Ephesians chapter 3 through 20 verse 20. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Do you not know that your bodies are the temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Các câu kinh thánh này xây dựng cho chúng ta một lẽ thật, đó là có nhiều người không biết rằng chính thân thể của mình là đền thờ nơi Chúa ngự. This piece of scripture reveals a truth that many do not know of, and that is that our bodies are a temple by which God built. Và Chúa đã dùng sứ đồ Phaolô qua tiếng phán của Đức Thánh Linh, đó là anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em. And God used the Apostle Paul to tell us, do you not know that your bodies are the temples of the Holy Spirit? Là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? The one who is in you, whom you've received from God. Đó là lẽ thật mà hội thánh của Chúa chúng ta cần được đánh thức. This is a truth that the Church of God must awaken to. Vì theo như câu kinh thánh này chúng ta thấy rằng có nhiều người không biết điều này. Because according to these Bible verses, it says that many do not know. Hoặc là biết nhưng mà quên. Or they know and they've forgotten. Buổi sáng hôm nay xin Chúa ngài dùng các câu kinh thánh này để nhắc nhở chúng ta về lẽ thật này. So let the Lord use these Bible verses to remind us of this truth. Để chúng ta có thể làm sáng danh Chúa qua đời sống của chúng ta. So we can glorify God through our lives. Để chúng ta có thể thấy được quyền năng của Chúa thể hiện xuyên qua cuộc đời của chúng ta. So that we can see the power of God working in and through us. Và câu kinh thánh kế tiếp của chúng ta đó là Ê-phê-sô chương 3 câu số 20. And the next Bible verse, Ephesians 3 verse 20. Vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Now to him who is able to do immeasurably more than all we could ask or imagine, according to his power that is at work within us. Đây là tiếng hát ngợi khen mà sứ đồ Phaolô kêu gọi hội thánh của Chúa ở tại thành Ê-phê-sô dâng lên để chúc tụng Chúa. This is a song of praise that the apostle Paul was calling to the people in Ephesus to raise up to the Lord. Bởi vì
bởi quyền lực cảm động ở trong chúng ta, Đức Chúa Trời có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Because according to the power of God working in us, we can do more than we could possibly ask or even imagine. Và khi chúng ta nghiên cứu hai phần kinh thánh này lại với nhau, we study these two Bible verses together, chúng ta được nhắc nhở một lẽ thật. Then we're reminded of a truth. Đó là Chúa đang ở trong chúng ta. That is God resides in us. Quyền năng của Ngài sẵn sàng làm His việc trong chúng ta. Is ready to work through us. Và mỗi chúng ta là đền thờ nơi Chúa ngự. And each one of us is a temple where He resides. Và xin Chúa ngài ban ơn để chúng ta sẽ đi đến sự hiểu biết và được nhắc nhở trong buổi sáng hôm nay. So may the Lord allow us to obtain to grab hold of this truth. Đó là chúng ta, thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa. That is that our bodies are a temple of Christ. Thân thể của chúng ta đang chứa sự hiện diện của Chúa toàn năng ở trong chúng ta. Our bodies are holding an all-powerful, containing an all-powerful God within us. Và quyền năng đó là quyền năng có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng. That's working within us can do more than we can possibly ask or even imagine. Và là Cơ Đốc nhân chúng ta được cái đặc ân này. And as Christians, we have this privilege and honor. Chúng ta được quyền để tiếp cận với quyền năng này. We have the privilege of being in connection with this great power. Là quyền năng lớn đang hành động trong chúng ta. This amazing power working within us. Và quyền lớn này có thể làm quá những điều chúng ta có thể hiểu nổi. And this power can do things more beyond our imagination. Quyền năng của Chúa như những dòng sông hùng vĩ chảy xuyên qua cuộc đời của chúng ta. The power of God is like a river running through our lives. Và Chúa ngài đã định như vậy. And He has determined it to be so. Chúa Giêsu phán rằng từ nơi lòng của chúng ta thì những dòng sông sự sống của Chúa sẽ chảy xuyên qua chúng ta. Jesus Christ said that the river of life is going to be flowing through us. Và dòng sông này không phải chỉ là những cái mặt nước nhỏ nhỏ nhưng mà một dòng sông lớn lao ở trong ơn của Chúa để có thể đem lại sự tươi mát cho những người. When he's talking about this river, he's not mentioning the creeks or streams. No, it's a flowing river. Quyền năng của ngài như sư tử gầm thét ở trong tấm lòng của chúng this ta. This is like a power that like a roaring lion within our hearts. Và trong thẩm quyền mà Chúa ngài ban cho chúng and ta. And in the authority that he has given us. Chúng ta có thể truyền lệnh và bệnh tật cũng như là quỷ dữ phải vâng lời. For sickness as well as demonic spirits to obey. Tình yêu của ngài như ngọn lửa không thể dập tắt được đang cháy ở trong tâm hồn của chúng ta. His love is like this unquenchable fire that's within us. Có thể sẵn sàng và tuôn đổ xuyên qua cuộc đời của and chúng ta. Ready and willing to pour out through our lives. Sự khôn ngoan của Chúa như ánh sáng soi đường để dẫn lối chúng ta. The wisdom of God is like a light that guides our way. Và ân sủng của Chúa như là đại dương lớn lao bày tỏ lòng thương xót của ngài để rửa sạch tội lỗi của con người and của chúng ta. His grace is like an ocean of mercy that washes us clean. Anh chị em, tất cả nguồn năng lực này, quyền năng này đang ở trong chúng ta. And my brothers and sisters, I'm here to tell you that this power, this source of power is within each and every one of us. Và Đức Chúa Trời bởi quyền năng đó có thể làm trỗi hơn vô cùng những điều chúng ta có thể xin hoặc là chúng ta có thể suy tưởng nổi. And as the scripture tells us that through this power God can do more than we can possibly ask or imagine. Mục tiêu chúng tôi là muốn anh chị em hiểu biết. So the objective is that we want you to understand this truth. Hoan nghênh và nhận biết sự hiện diện của Ngài. The presence of God. Để chúng ta có thể sẵn sàng được Chúa ngài sử dụng chúng ta. So that you can be ready for God to use you. Anh chị em có muốn điều đó không? Do you want this in your lives? Anh chị em có nhận biết rằng Đức Chúa Trời vĩ đại, toàn năng, ba thánh linh của Ngài đang ở trong thân thể của do chúng ta? Do you recognize that the Lord God Almighty by His Spirit lives within you? Đây là điều mà hội thánh của Chúa, tất cả con cái Chúa cần phải biết và đón nhận ở trong this ơn của Ngài. This is something that all the children of God must understand. Và đấng quyền năng đó khi Ngài ở trong chúng ta thì có cái gì khó cho chúng ta and không chứ? And if this Almighty God lives within us, what is hard for us? What is difficult for us? Thật là phước hạnh để chúng truly ta có thể blessing. Nhận biết và bước đi trong sự nhận biết that này. We can welcome the power of the Holy Spirit, His presence in us and walk in it daily. Và điều thứ nhất mà chúng ta cần suy nghĩ đó là nguồn gốc của quyền năng vĩ đại. So the first thing that we're going to ponder upon this morning is the source of this great power. Quyền năng bên trong chúng ta đến từ Chúa như thế nào? The power within us, it comes from God. Where how so? Chúng ta thấy rằng đấng có thể làm được nhiều hơn vô cùng những điều chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng đó. We're going to understand that God can do immeasurably more than we could ever ask or imagine. Chính Ngài là nguồn của quyền năng này. That He is the source of power. Sẵn sàng chờ đợi đi hành động với chúng ta. Waiting for our actions to walk in faith. Quyền năng này không ở bên ngoài nhưng mà ở bên trong chúng ta. This power is not on the outside of us, but it's within us. Là những người tin Chúa qua quyền năng của sự hiện diện của Đức Thánh Linh, chúng ta có Chúa ở trong chúng ta, quyền năng này đi cùng chúng ta. That as believers of the Lord Jesus Christ, we have the Holy Spirit, His power and His presence. Và lý do tại sao Đức Chúa Giêsu ngài báo trước cho các môn đệ của Chúa. And that is why Jesus Christ tells His disciples in advance. Và những kẻ tin sẽ được các dấu kỳ phép lạ này đi theo mình.
will have signs and wonders follow them. Bởi vì Chúa toàn năng đang ở trong chúng ta. Because the Lord God Almighty is living within us. Quyền năng của Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng những điều chúng ta có thể xin hoặc suy tưởng. Again, the power of the Holy Spirit within us can do more than we can possibly imagine or even ask for. Quyền năng đã cùng với Đức Chúa Trời để có thể dựng nên trời đất muôn vật này. This power along with our Lord God created the universe. Quyền năng lớn lao để dựng nên thế giới của chúng ta. This power created the world that we live in today. Và trong cái cách kỳ diệu của Ngài. And in his amazing ways. Ngài sẵn sàng để ở trong mỗi thân thể chúng ta. God was ready to live and reside within each and every one of us. Đây cũng là điều quá sức tưởng tượng của chúng ta, vâng chị em. This is amazing beyond what we could imagine, right, my brothers and sisters? Đó là lý do khi chúng ta nhận biết quyền năng này. This is the reason why when we acknowledge this power in us, chúng ta hoan nghênh sự hiện diện này. We welcome the presence of God. Chúng ta sẵn sàng hiệp tác với quyền năng này. And we're ready to partner with God to connect with this power. Thì chúng ta sẽ làm được những điều Chúa ngài bảo chúng ta có thể làm. We can do what God tells us to do. Và khi chúng ta hiểu được điều này, and when we understand this, chúng ta thấy những điều Chúa ngài đã truyền quyền cho chúng ta làm. We can see what God has told us to do. Chúng ta có thể thực hiện điều đó. And we take action and do it. Amen. Amen. Điều thứ hai chúng ta cần suy nghĩ đó là quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống của người tín hữu. The second thing that we're going to think about is the power of the Holy Spirit in the life of a believer. Chúa Giêsu bảo rằng bởi quyền năng này chúng ta có thể làm nhân chứng cho Chúa. Jesus Christ said that we could be a witness to others through this power. Điều này chúng ta cần quan tâm đó là bởi vì ngày hôm nay Hội thánh của Chúa chỉ có nhiều tín đồ chứ rất ít những nhân chứng quyền năng cho Ngài. And the thing that we need to be made aware of is that today the church only has believers and very few witnesses that as Jesus intended. Chúng ta không có quyền năng và chúng ta cũng không chịu làm một nhân chứng quyền năng cho Chúa. We don't have the power nor do we have the power to be a witness for God. Vì chúng ta có lẽ vì sợ hãi hay là bị dạy sai. Whether it's because of fear or because we've been taught wrongly. Chúng ta từ chối quyền năng này. We deny this power. Và chúng ta ngoảnh mặt đi và chúng ta nói rằng quyền năng này không còn ở trong chúng ta nữa. We reject it and we say that this power is not possible. It's no longer supposed và to live in us. Mà quyền năng này có thể thực hiện. Power, chúng ta nói rằng nó đã qua đi rồi. We say that it's part of history. It's in the past. Và tạ ơn Chúa như chúng ta đã được huấn luyện ở trong trường chữa lành. But praise God as we've been taught and trained in the school of healing. Chúng ta biết rằng quyền năng này vẫn còn ở với we chúng ta. We know that this power is still working among us. Vì điều mà Chúa ngài đã trao sứ mạng cho hội thánh của Chúa. Because the mandate that God has given the church. Đó là đem tin lành của Chúa. To bring His gospel to the ends of the earth. Chúa thì ngài lấy những dấu kỳ phép lạ cặp theo để làm cho vững đạo mà chúng ta rao giảng. And God will allow signs and wonders to follow to confirm that He is the true God. Cho nên ngày nào chúng ta còn giảng tin lành của Chúa. So whatever day that we continue to preach the gospel. Thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ làm việc với chúng ta. Then we know that God is still with us. Ngài sẽ hậu thuẫn chúng ta. He's going to support us. Và Chúa Giêsu đã kế hoạch để chúng ta có thể làm những nhân chứng đầy quyền năng này. And Jesus Christ has a plan so that we could be a witness full of His power. Và điều mà tôi muốn nhắc nhở anh chị. And the one thing that I want to remind you today. Đây là điều Đức Chúa Trời muốn thực hiện. This is something that God wants to take place in every believer's life. Vì Ngài sẽ đổ Thánh Linh của Ngài xuống trên chúng ta. Because He's going to pour out His Holy Spirit upon you. Khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta. And when the Holy Spirit comes upon you. Thì chúng ta sẽ nhận lấy quyền phép. You receive that power. Để có thể làm nhân chứng cho Chúa. To be a witness for Him. Là những nhân chứng đáng tin. These a witness that are worthy to be believed. Ngày hôm nay giáo hội thiết lập những hệ thống tín lý. Today the religions they establish this doctrinal system. Và chúng ta thấy rằng họ dạy dỗ cho tín đồ. And they teach their believers. Và huấn luyện tập họ để đi và tranh luận cũng như thuyết phục con người bằng cái tài diễn thuyết của miệng của mình. And they train them almost only in apologetics, and that is to reason with people, to argue and convince a person to come into the faith. Nhưng mà Kinh Thánh thì ghi lại cho chúng ta kế hoạch của Đức Chúa Trời thì khác. But we see that the Bible leaves for us the instructions of God that His plan was very different. Làm nhân chứng cho Chúa khi Ngài đổ quyền năng của Ngài trên chúng ta. And that is to be a trustworthy witness whenever He pours out His Spirit upon you. Và đa số chúng ta thấy trong sách Công vụ các sứ đồ. Majority we can see in the book of Acts. Thì chúng ta thấy rằng các sứ đồ đã làm nhân chứng cho Chúa trong quyền năng của Ngài. That the apostles were witnesses for God through His power. Đó là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hàng sống. That is God is the living God. Ngài là Chúa toàn năng. He is the Almighty God. Và Ngài có quyền để có thể thay đổi những hoàn cảnh. To change situations. Cho nên các sứ đồ lấy danh của Chúa mà công bố sự chữa lành của Ngài thì phép lạ của sự chữa lành đã xảy ra. So the apostles would take the name of Jesus Christ and miracles would happen. Và khi việc đó xảy ra thì chúng ta thấy rằng nhiều người đã chạy đến với Chúa. And when those miracles took place, you saw that so
many ran to the Lord. Trong việc sứ đồ chỉ ghi lại cho chúng ta chỉ có một lần sứ đồ Phaolô đã tranh luận với người ta ở tại thành Athens. When we look back and study the book of Acts, we see that there's only one time where the apostle Paul almost argued with people in Athens. Bởi vì ông đi lại trong cái thành phố đó, ông thấy một điều ông cần phải giải thích. Because as he went through Athens, he saw something that he felt like he needed to address. Đó là họ thờ rất là nhiều thần. And that is that they were worshiping many gods. Họ đã lập rất là nhiều bàn thờ để they họ thờ lại trong cái thành phố đó. By which to worship their gods. Nhưng mà họ vẫn nghi ngờ rằng những điều mình thờ lại đó là nó chưa đúng đối tượng. But they were still in doubt that all the gods that they were worshiping were not the true God. Cho nên họ làm một cái bàn thờ và đặt tên là đấng mà họ chưa biết. So then they made this altar and they labeled it for the God that we don't know yet. Thờ mà cũng không biết ai là người so they were worshiping and they didn't even know who they were worshiping. Cho nên sứ đồ Phaolô đến và giúp đỡ cho họ để biết rằng có một Đức Chúa Trời hằng sống. And he wants to help them. He says there is one true living God. Nhưng mà sứ đồ Phaolô cũng đã khám phá được một điều rất là nhanh chóng. But Paul discovered something rather quickly. Sau này ông nói rằng khi ông rời chỗ đó, he said that when he left this place, thì ông không còn tranh luận với người ta nữa. That he wasn't going to argue with them any longer. Ông chỉ giảng một sứ điệp. He was just going to preach the message. Và ông nói điều ông biết. And say what he knows. Đó là đấng Christ chịu chết cho chúng ta. Jesus Christ was willing to die for you and me. And by his power, Ngài đã sống lại một cách khải hoàn. Và quyền năng của Ngài thi thố ra. And that power has been distributed to the people. Để bày tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, đã nhập thể làm người để cứu con người của chúng ta. To reveal that he is the one true God who was put in the form of man to walk this earth. Cho nên kế hoạch của Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn tìm thấy những con người để làm nhân chứng cho Chúa. It was always to have people, his believers, be his witness. Nhưng mà làm nhân chứng không phải bằng miệng. But when we talk about being a witness, we don't just speak of a witness through words. Nhưng mà bởi quyền năng và sự tỏ ra của Đức Thánh Linh. But what we're talking about is through the power of God displayed in signs and wonders. Và tôi tin rằng Chúa Ngài đang khôi phục hội thánh của Chúa. And I believe that God is restoring His church. Để chúng ta trở lại và đón nhận quyền năng của Chúa. So the church of God can return to receive and welcome His power. Và theo kế hoạch của Chúa chúng ta sẽ ra đi. By His plan, we're going to go out. Chúng ta đi vào trong sở làm. We'll go into our workplaces. Chúng ta đi vào trong những cái nơi mà có những người có nhu cầu. We're going to go to places where there are people in need. Để tại đó chúng ta có thể thật là muối mặn của đất. And there we can be the salt of the earth. Làm ánh sáng của thế gian này. Light for the world. Và chúng ta bày tỏ ra như là một cái thành được cất ở trên đồi cao không gì có thể che khuất. And we can be as a city built upon a hill that nothing can hinder it from shining its light. Và tôi tin rằng Chúa Ngài muốn thực hiện điều đó. And I believe that God wants us to take place. Bởi vì kế hoạch của giáo hội làm chúng ta thấy đã sai. Because the plan or the way that religion has done is wrong. Chúng ta thấy rằng người ta xây dựng lại những cái đền thờ rồi quy tụ người về đó để thờ phượng. We see religious people, religious systems have built a building, a church, a temple, and rồi then they call people to enter in. Chúng ta thấy giáo hội làm công việc là làm những cái xóm đạo để tín đồ kéo về ở chung với nhau. And then they have these communities where they call the Christians to come live together. Chúng ta thấy rằng muối Chúa bảo phải rải ra khắp đất thì chúng ta lại cho nó vào hũ và chúng ta đậy nắp lại. But the word of the Lord tells us that salt is supposed to be spread all over the earth, but here we see the exact opposite. They're gathering the believers to almost put them like in a jar and then put the lid on top. Chúng ta những cái đèn đã được Chúa Ngài thắp sáng. So we are supposed to be a light where the Lord has lit up to shine brightly. Và chúng ta tìm những kế hoạch để chúng ta đem chúng ta giấu ở trong những cái thùng. But yet we find our ways to hide our light under a container. Tôi tin Đức Chúa Trời Ngài đang làm công việc của Ngài. I believe that God is doing His work. Để tái giới thiệu chúng ta hội thánh của Chúa. To reintroduce the church of God. Là những đền thờ di động cho Chúa. The mobile temples of God. Để chúng ta đi bất cứ nơi nào. So that wherever we go, chúng ta mang sự hiện diện của Chúa đến đó. We bring the presence of God there. Và chất mặn của muối sẽ đi cùng với chúng ta. And the saltiness that we carry will impact those around us. Và ánh sáng của Ngài sẽ đi cùng với chúng ta. And the light of God will shine through us. Để đến đâu chúng ta ảnh we can influence, impact that situation, those people. Amen. Chúng ta định nghĩa một chút về chữ nhân chứng. So let's define the word witness. Chúng ta thấy ở trong từ điển thì nói nhân chứng là người làm chứng lại điều mình đã chứng kiến hoặc kinh nghiệm. According to the dictionary, it tells us that a witness is somebody who almost testifies to what they have witnessed. Và chúng ta thấy ý nghĩa thứ hai đó là trong luật pháp một người được mời đến để thị thực một sự kiện đã diễn ra trước mắt họ. And according to law, a witness may be somebody who's on the witness stand to testify. Và thứ ba đó là một người có mặt để làm chứng cho một di chúc, một cái văn kiện được ký ở ngay trước mặt họ. Or a third definition for witness according to the dictionary is to be a person who witnesses, let's say, a signature being signed before them.
Chúng ta trở lại với việc mà Chúa Ngài gọi các môn đồ của Ngài, hội thánh của Chúa để làm nhân chứng cho Ngài. So let's return back to the way that God has called, or Jesus Christ has called the disciples to be a witness. Trong giây phút đó, các môn đồ biết rằng Đức Chúa Giêsu thật sự đã chết trên thập tự giá. The disciples knew that Jesus was dead. Bởi vì chính họ đau khổ bối rối cho việc they này. Were falling apart in confusion, so sad at his passing. Một trong các môn đồ của Chúa là Thomas cũng không tin nổi khi nghe các môn đồ khác kể lại lần Đức Chúa Giêsu đã phục sinh. Even Thomas had a difficult time believing when he heard that Jesus Christ was resurrected from the dead. Và Chúa Giêsu đã hiện ra khi Thomas có mặt cùng với các môn đồ khác. And Jesus Christ revealed himself when Thomas was with the other disciples. Và Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho Thomas hãy đến. And Jesus said, Thomas, come here. Đặt ngón tay vào trong vết đinh ở trong tay của Chúa. The nail area of my wrist. Bàn tay của ông vào trong sườn của Chúa, hông của Chúa. Nơi mà tên lính đã đâm mũi giáo xuyên qua tim của Ngài. Had stabbed him with a knife. Và chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đã bày tỏ những điều đó để chứng minh rằng Ngài đã sống lại. And we see that the Lord did these things to prove that he was resurrected from the dead. Và Ngài cũng đã hiện ra với họ trong 40 ngày để làm chứng rằng mình đang sống. And he also revealed himself for 40 days to prove that he was a living God. Và người ta có thể nói rằng đó là cái việc Chúa Ngài sống lại ở trong thể thần linh chứ không phải trong thân xác. Because some could say or explain it away saying that Jesus Christ was there by in spirit. Và Chúa Ngài đã chứng minh cho họ rằng Ngài là Chúa sống. But Jesus Christ proved to them that he was the risen one. Nhưng mà rồi chúng ta để ý cái lệnh của Chúa truyền cho họ. But then let's pay attention to the command that Jesus Christ gives. Trong Luca chương 24 câu 47 đến 49. When we look at Luke 24 verse 47 through 49. Người ta phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho tất cả các nước về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các con là những nhân chứng về các việc đó. Ta đây sẽ ban cho các con điều cha ta đã hứa. Và câu 49 còn về phần các con hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao. And repentance for the forgiveness of sins will be preached in the name to all nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things. I'm going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you've been clothed with power from on high. Chúng ta thấy tại đây Chúa Giêsu bảo họ là đừng bắt đầu rao giảng. We see here that Jesus Christ tells them, "Don't go out yet to preach." Đừng bắt đầu rao giảng cho tất cả các nước về sự ăn năn để được tha tội. Don't go out and preach to the nations about repentance for forgiveness of sins. Bởi vì có một việc họ cần phải có trước khi họ đi ra để rao giảng. They had to have before being sent out. Chúa mới bảo rằng hãy đợi trong thành Jerusalem cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. The Lord tells them that you have to wait there in Jerusalem until you have been clothed with power from on high. Vì Ngài biết rằng chính quyền năng này mà họ sẽ nhận được. Because he knew that this power that they were going to receive sẽ thi thố quyền năng để yểm trợ cho sự rao giảng tin lành. Would be more than what they more than enough of what they needed to go out and preach the word of God. Để bây giờ chúng ta trở lại với công vụ chương 1 câu số 8. So then that brings us back to Acts chapter 1 verse 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả Siêu-đê, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Và đây là điều thách thức chúng ta ngày hôm nay. And this is something that brings us to an awakening this day. Chúa muốn chúng ta làm nhân chứng. That God wants us to be a witness for Him. Và chúng ta thừa biết đây là những con người đã chứng kiến phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm. We know that these people, the disciples, had already seen all of the miracles that Jesus did. Đức Chúa Giêsu đã hóa nước thành rượu trước mặt họ. Jesus Christ turned water into wine before them. Họ đã thấy Chúa Giêsu khiến người bại được đi. They saw that Jesus caused a paralyzed man to walk. Người mù được thấy. The blind to see. Người phun được lành. The leper to be healed. Người bị quỷ ám được giải cứu. The one who was demonized to be delivered. Và họ cũng đã chứng kiến phép lạ Chúa làm từ những con số nhỏ trở nên con số lớn. And they were also witnesses of when Jesus Christ took something with small in number and made multiplied it. Ngài lấy 5 cái bánh và 2 con cá. He took 5 bread and 2 fish. Ngài hóa nó thành một số lượng lớn thức ăn đến độ 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà con nít ăn no rồi mà còn tìm lại được 12 giỏ đầy. And the Lord multiplied it so that 5,000 men, that's not talking about the women and children, were able to be filled to the point of beyond they were more than full, but yet there were still 12 baskets remaining. Và chúng ta thấy hết thảy họ đã chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Giêsu. And we see that all of them were able to witness the power of Jesus Christ. Rồi họ cũng đã được nghe chính Đức Chúa Giêsu giảng dạy. They also were able to hear Jesus Christ preach. Và khi có thắc mắc họ, Chúa Giêsu đã giải thích cho họ. Jesus Christ could answer them. Họ chứng kiến về lời của Chúa. They were a witness to the word of the Lord.
Họ vừa mới ra khỏi một căn phòng mà họ đã nhìn tận mắt những lỗ đinh ở trong tay của Chúa và chân của Ngài. They just left a room where they could see the wounds, the holes of the nails in his hands and his feet. Họ đã chứng kiến và rờ chạm thân thể phục sinh của they Chúa. They were able to touch his resurrected body. Mà ý của Đức Chúa Jesus ngày muốn nói ở tại đây là tất cả những điều đó tốt nhưng chưa đủ. Was trying to say is all this it's good but it's not enough. Đấy có thể là một nhân chứng quyền năng như Chúa muốn. In order to be a powerful witness the way that I desire for you to be disciples. Thì họ phải có được quyền phép của Đức Thánh Linh. You must have the power of the Holy Spirit upon you. Anh chị em nắm được vấn đề. Do you understand this? Đức Chúa Trời không lẩm cẩm để cho các môn đệ của Chúa đang là những người đã thấy đã chứng kiến điều này rồi Chúa bảo phải chờ đợi để có thể được trang bị để có thể làm nhân chứng kết quả cho Ngài. It wasn't by mishap that the Lord spoke to his disciples who had seen, witnessed, touched his resurrected body when he told them to just wait here to be clothed in power. Bởi vì Ngài biết những gì cần có thể làm một nhân chứng đầy quyền năng cho Ngài. Because he knew exactly what it would take for them to be a powerful witness to the world. Không chỉ làm chứng về những gì mình đã thấy, it wasn't that they were just going to be a witness to what they had seen and heard. Mà còn có thể làm chứng rằng Chúa là Chúa toàn năng và là Chúa phục sinh. But they needed to be a witness that he is the all-powerful God. He is the resurrected one. Để có thể chứng minh rằng Ngài thật là Đức Chúa Trời quyền năng. So they could testify that he is the almighty, all-powerful God. Và công vụ chương 4 câu 33, các sứ đồ đã làm điều này. And in Acts chapter 4 verse 33, we see the apostles do this. Các sứ đồ lấy quyền năng rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa là Đức Chúa Giêsu và Ngài đã đổ ân điển lớn lao trên mọi người. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all. Cho nên chị em yêu dấu của tôi. So my brothers and sisters, để chúng ta có thể làm một đền thờ di động cho for Chúa. Us to be a mobilized temple of the Lord Jesus Christ. Chúng ta cần được một sự mặc khải. We need a revelation, a divine revelation. Một sự yểm trợ siêu nhiên của Đức Thánh Linh. A supernatural support from the Holy Spirit. Để dẫn dắt chúng ta làm nhân chứng. To take us to be witnesses. Không chỉ những gì Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã làm. Not only to what God has done. Nhưng mà Ngài là ai? But who he is. Ngài là Chúa toàn năng. He is the all-powerful Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. He is the living God. Ngài là Đức Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Jesus Christ risen one. Chính quyền năng xác nhận điều này. It is that power that will affirm what they're doing. Amen. Amen. Rồi Chúa Ngài bảo các môn đệ của Chúa đó là hãy nhân danh Chúa mà chữa lành cho những người đau ốm. And the Lord told his disciples that in my name heal the sick. Anh xem người chết không thể nào yểm trợ cho các môn đệ của mình sử dụng danh của mình mà làm được những công việc kỳ diệu như vậy. A dead person cannot tell his followers to use his name to do work. Chỉ có cứu Chúa sống của chúng ta. It is only the saving living God mới có thể hậu thuẫn danh của Ngài. Can support his name. Khi chúng ta công bố trong danh Đức Chúa Giêsu. And when we declare in the name of Jesus Christ. Jesus of Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Hãy đứng dậy và bước đi. Rise up and walk. Như Phi-rơ đã công bố. As Peter did. Thì người bại đã bại từ thuở sinh ra, nay đã hơn 40 tuổi, đã nhảy một cái và đứng lên, nhảy múa và bước đi. The one who was paralyzed from birth over 40 years could rise up to jump and dance. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cũng muốn làm điều đó trong cuộc đời của chúng ta. We praise God because God wants to do the same thing through each and every one of us. Ở đây Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ rằng quyền năng mà họ cần để làm chứng cho Ngài được ban cho khi Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên họ. Here Jesus promised the disciples that the power that they would need to be witnesses of him would be given to them by the Holy Spirit. Cảm ơn Chúa vì điều này đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần đầu we tiên. We praise God because this happened in the very first Pentecost. Và điều này cũng có thể xảy ra cho mỗi and một chúng ta. This can happen for each and every one of us today. Vì Đức Thánh Linh đã được ban cho. Because the Holy Spirit has been given to us. Bây giờ Ngài chờ đợi. And now he's waiting. Những ai biết và hoan nghênh sự hiện diện của Ngài. For whoever would know, acknowledge him and welcome his presence. Thì họ sẽ kinh nghiệm được việc kỳ diệu này. And they'll experience all of these amazing things. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Các sứ đồ đã lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. The apostles took this power and they were able to be witnesses for Jesus Christ. Và hết thảy đều được phước lớn. And all were blessed. Anh chị em, khi chúng ta được mặc lấy quyền phép và nhận biết quyền phép này. Whenever we are clothed with this power and we acknowledge it. Là quyền phép rất lớn. This amazing and great power. Và chúng ta làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. We are witnesses to the resurrection of Jesus Christ. Thì nhiều người sẽ được phước. Then many will be blessed. Amen, anh chị em. Amen. Vì chúng ta không thể nào giảng và giải thích về một cứu Chúa đã đến thế gian để làm những công việc kỳ diệu của Ngài. Bây giờ Ngài không có mặt ở tại đây. Because there's no way that we could go out and preach that this amazing Lord God, he was walking amongst us, doing his signs and wonders, miracles for all of mankind, but he's no longer here. Nhưng mà
chính quyền năng của Chúa qua cuộc đời của chúng ta, qua sự phục vụ của chúng ta, chứng minh rằng Ngài thật là cứu Chúa sống của chúng ta. But I'm here to tell you that his power working in and through you to heal the sick and to free the oppressed will affirm that the Lord Jesus Christ is with us today. Và điều này các sứ đồ đã áp dụng. And this is what the apostles did. Hội thánh của Chúa đã áp dụng. The church of God. Phaolô viết ở trong Roma chương 15 câu số 19 như thế này. Paul wrote in Romans 5:19. Bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, ấy là từ thành Jerusalem, các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chúng. For just as through the disobedience of one man, the many were made sinners, so also through the obedience of one man, the many will be made righteous. Romans 15. 15, excuse me, not Romans 5, but Romans 15:19. Verse 19. By the power of signs and wonders, through the power of the Spirit of God, so from Jerusalem all the way around to Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. Anh em, sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy tại đây điều đã khiến cho ông có thể làm lan rộng đạo của Chúa, mở mang đạo của Chúa từ Jerusalem qua đến cả Italy. Thì chúng ta thấy rằng ông đã thực hiện trong quyền phép của dấu kỳ phép lạ và quyền phép của Đức Thánh Linh. So here the Apostle Paul shares with us what it took for him to be a witness from the town of Jerusalem all the way over to Italy, that the powers and the signs and wonders happened through the Spirit of God. Và Đức Chúa Trời cũng vẫn còn muốn sử dụng chúng ta để làm công việc như vậy. And God continues today to want to use us in the same manner. Vì Ngài rất yêu thương loài người của chúng ta. Because he loves all of mankind. Họ bị cầm buộc trong quyền lực của tối tăm. Man has been held down in bondage by sin and darkness. Họ bị cầm buộc bởi những thói hư tật xấu. They're in bondage by bad habits. Làm nô lệ cho ma túy. Being slaves to their addiction. Và chúng ta thấy rằng làm nô lệ cho con ma cờ bạc. And then being slaves to gambling. Và chúng ta thấy rằng họ cần có quyền năng của Chúa để giải cứu họ. And we see that they need the power of God to deliver them from these things. Và chúng ta đã thấy điều đó xảy ra trong tối thứ bảy vừa qua. And we saw this last Saturday. Và chúng ta tin rằng Chúa Ngài sẽ sử dụng chúng ta để làm lớn hơn nữa trong những ngày sắp đến. And we believe that God will use us to do even greater in the days to come. Và cho như sứ đồ Phaolô chúng ta sẽ đem tin lành của Chúa đi khắp chúng. That we can go bring the gospel, the word of Jesus Christ to the ends of the earth. Hội thánh của Chúa cũng sẽ đem tin lành của Chúa đi khắp cùng đất nước Việt Nam của chúng ta. And we know that the Church of God will surely bring the gospel even to all of Vietnam. Và trong sứ mạng Chúa Ngài giao cho chúng tôi, trong vài tuần nữa sẽ đem sứ điệp và sự trang bị này cho hội thánh của Chúa tại Việt Nam. Preaching the word of God and bringing this message to Vietnam. Để nhắc nhở và khích lệ. To remind them and to encourage them. Để dạy dỗ và giúp cho anh chị em chúng ta nhận biết. To teach and help the people of Vietnam know. Họ cho hội thánh của Chúa chúng ta sẽ tiếp nhận Đức Thánh Linh. So that the Church of God will welcome and receive the Holy Spirit. Và thấy đạo của Chúa sẽ mở rộng trên khắp đất nước Việt Nam của chúng ta. Kingdom of God spread widely upon the country. Amen, anh chị em. Amen. Thành phố Houston này cũng sẽ được phước của Chúa. We see that the city of Houston will also be blessed. Tất cả chúng ta có mặt ở trong phòng thờ phượng này. Each and every one of you that are in this worship service today. Thì chúng ta nhận biết rằng chúng ta là đền thờ nơi Chúa. You recognize that you are a temple where the Lord resides. Chúng ta không còn sống như là Chúa Ngài ở đâu đó. You will no longer live as if God is elsewhere. Ở thật là xa. Living far, far away. Chúng ta cầu nguyện với Chúa như Ngài là một đấng vắng mặt. That we're going to pray to Him as if He's a God who is no longer present before us. Và chúng ta phải tìm những cái phương cách của con người của chúng ta để chúng ta where we have to find man's way, hy vọng rằng chúng ta được một sự may mắn nào đó to hope that we get some kind of blessing, để có thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài. God and His power. Chúng ta sẽ là những nhân chứng. Instead, we will be witnesses. Chúng ta sẽ báo cho tất cả mọi người. We're going to be able to tell everyone. Đức Chúa Trời tôi là Đức Chúa Trời quyền năng. That my God is an all-powerful God. Ngài có thể giúp đỡ cho đời sống của bạn. You in your need. Ngài có thể biến đổi đời sống của bạn. He can transform your life. Ngài có thể can thiệp vào và những phép lạ sẽ xảy ra để giúp đỡ cho bạn. Miracles are going to happen to help you. Và chúng ta có những công việc chứng minh những điều đó là thật. And then we're going to have the works to affirm that these words that we're preaching are true. Để những người lân cận của chúng ta. So that those around us biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời hằng sống. That our God is the living God. Và Đức Chúa Trời quyền năng. That He is the all-powerful God. Và để rồi từ nơi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. That from the time the sun rises until it sets. Loài người sẽ biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là Chúa toàn năng. That the God that we worship is the Almighty God. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúng ta được quyền năng của Chúa để chúng ta có thể cảnh tỉnh những con người sống ở trong tội lỗi. We are also given the power of God so that we can
awaken those who are living in sin. Để họ có thể ăn năn và quay về với Chúa. So they can repent and turn back to God. Tiên tri Miche chương 3 câu số 8 nói như thế này. In Micah chapter 3 verse 8 it says. Nhưng ta được đầy dẫy sức mạnh và sự xét đoán và lòng bạo dạn bởi thần của Đức Giê-hô-va để rao ra cho Gia-cốp về sự phạm pháp của nó, cho Israel về tội lỗi của nó. But truly I am full of power by the Spirit of the Lord and of judgment and of might to declare unto Jacob his transgression and to Israel his sin. Thánh Linh ban cho ông thẩm quyền để làm chứng chống lại tội lỗi của dân sự. The Holy Spirit gave him the authority to be able to stand against the sin of the people there. Để kéo họ quay trở lại với Chúa Trời. To call them to repent and return to the Lord God Almighty. Chúa ban cho chúng ta quyền năng để thực hiện công việc của Đức Chúa Trời. God gives us the power to do the work of God. Khi Zerubbabel đang nhìn những cái ngọn núi của những cái đống gạch đá đổ nát của thành Jerusalem. Whenever Zerubbabel was looking at the stones of the fallen temple, ông có thể đặt cái câu hỏi là những tường thành này làm sao có thể xây dựng trở lại? He could ask himself the question, how is it that the temple would be able to be rebuilt? Thì có lời Đức Chúa đã phán với ông rằng. But the word of the Lord said to him. Trong Zechariah chương 4 câu 6. In Zechariah verse 4 đáp rằng, verse 6. Đây là lời của Đức Chúa phán cho Zerubbabel rằng, ấy chẳng phải bởi quyền thế cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta Đức Chúa vạn quân phán như vậy. This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Cảm ơn Chúa vì bởi quyền năng, bởi thần của Đức Giê-hô-va mà Zerubbabel có thể xây dựng lại đền thờ Jerusalem và thành Jerusalem. Praise the Lord, by the power and by the spirit of the Lord, Zerubbabel could rebuild the temple of Jerusalem. Và Chúa ngài cũng sẽ làm điều đó với chúng ta. And God will do the same through us. Ước mơ của chúng tôi our theo desire, như sự hướng dẫn của Chúa. According to the guidance of the Lord is this. Sẽ dấy lên 100,000 nhân chứng đầy quyền năng của Chúa. That we'll be able to raise up 100,000 witnesses for the Lord. Và sẽ thấy 1 triệu cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta được bắt tên trong Đức Thánh Linh. Be baptized by the Holy Spirit. Chúng tôi tin rằng Chúa ngài sẽ hậu thuẫn chúng tôi để làm công việc. And we believe that the Lord is going to support us to do his work. Tôi đã chia sẻ với anh chị em trong lúc tôi đứng cầu nguyện với hội thánh. That as I was standing here worshiping the Lord. Thì Chúa cho tôi một cái bức ảnh the mà tôi đã đeo đuổi trong những ngày qua. I've been chasing after over these past few days and weeks. Bức ảnh là thế giới này người ta bỏ bao nhiêu tiền bạc để xây dựng những cái chùa, những cái đền để người ta đến thờ tự. And that is the world. Man has put out so much money to build up these buildings, these places of worship. Và có những cái đền thì họ làm rất là đẹp và cũng thu hút người ta vì cái kiến trúc của nó. And some of these buildings are aesthetically beautiful. Và có những cái đền đài chúng ta biết rằng tại đó có những điều lạ lùng đã xảy ra. And we know that even at some of these worship places that there's supernatural things happening. Thì người ta được thu hút đến những chỗ đó. And people are drawn there. Người ta có những nhu cầu, người ta nghe they rằng ở tại đó. And they've heard that at that place. Thì đến đó mà cầu xin thì sẽ được kết quả. And you pray, you ask, you'll get a result. Và Chúa cho tôi thấy rằng Đức Chúa Trời ngài đã trả một cái giá rất đắt để xây dựng cho ngài những đền thờ di động. But God has revealed to me that day that the Lord Jesus Christ has paid a very high price to be able to build up mobilized temples for him. Và những đền thờ mà Chúa ngài xây dựng. And those temples by which the Lord is building. Là những cái đền thờ đầy quyền năng. Will be temples that are full of his power. Sẽ bày tỏ ra nhiều kỳ tích lớn lao trong những ngày sắp đến. To display his signs and wonders in the days to come. Vì không có một đền thờ nào so bằng những đền thờ này. Because there is no man-built temple that can compare to the Lord's temples. Vì trong đền thờ này có Đức Chúa Trời hằng sống ở đó. Because in these temples, the believers of Christ, there is the living God residing. Có Đức Chúa Trời toàn năng ở đó. All powerful for God with them. Amen. Amen. Tôi tin rằng Chúa ngài sẽ làm công việc của ngài. And I believe that the Lord will do what he says. Vì lời của Chúa hứa với chúng ta because rằng trong những ngày cuối cùng. Because the word of the Lord promises us that in these last days. Trước ngày Đức Chúa Giêsu tái lâm để tiếp rước hội thánh của ngài. The return of Jesus Christ to take his bride. Thì chúng ta sẽ thấy một mùa thu hoạch lớn lao. We're going to see a great harvest. Sẽ có hàng tỷ người trở lại với Chúa. We will see billions of people return to the Lord. Và Chúa ngài sẽ xây dựng lên những đền thờ di động này. And God will build up, he will build up mobilized temples for him. Để chúng ta thấy những việc này sẽ xảy ra. So that we can see this happen. Amen. Amen. Xin Chúa ngài ban phước thì chúng ta có đức tin và đón nhận. So that we have the faith to receive this. Cảm ơn Chúa ngài đến để ban cho chúng ta quyền năng của ngài.
We praise God because he came to give us his power. Ngài đến và cho phép chúng ta được mang sự hiện diện của Chúa đi khắp mọi nơi với chúng ta. Bring his presence wherever we go. Và Ngài xác nhận điều đó bởi lửa giáng xuống ở trên chúng ta. And he affirms that by sending tongues of fire upon us. Xác nhận chúng ta là nơi Chúa Ngài chọn để ngự trị. To affirm that we are the place where he chooses to reside. Trong cứu Chúa Ngài đó, đã đổ lửa của Ngài xuống ở trên đền tạm. The fire of God come upon the tabernacle. Tại đó Chúa Ngài xác nhận rằng Ngài sẽ ở đó với họ. And there he affirmed that he's there with them. Rồi khi Solomon xây cho Chúa một đền thờ, built a temple, cố định, thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đã đổ lửa của Ngài xuống và xác nhận rằng Ngài nhận nơi này làm nơi mà Ngài sẽ ngự và bày tỏ quyền năng của Ngài. Chúng ta biết rằng người ta cũng phải về hay là lên đền thờ Jerusalem để thờ phượng Chúa ở tại đó. And the word of the Lord tells us that people had to go to Jerusalem to the temple to be able to be in the presence of God. Nhưng mà cảm ơn Chúa trong giao ước mới. But praise God that in the new covenant. Và trong nhu cầu mà mỗi người đều có thể tiếp xúc với đền thờ của Chúa. And that in the need that people have to, that we can now be able to have relationship directly as temples of the Lord to our Lord God Almighty. Thì Chúa ngài xây dựng đền thờ. So God is building these temples. Là từng con cái của Chúa. Each believer, sons and daughters of the Lord. Để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người lân cận. So that we can help those around us, those in need. Để họ có thể trở lại và thờ phượng Chúa hàng ngày. So they can return and worship the living God. Và chúng ta được Chúa ngài rải khắp mọi nơi. And God has spread his people all over the world. Để làm những đền thờ có mặt ở khắp mọi nơi. To be have his temples everywhere. Amen. Amen. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Bản chất của quyền năng lớn này. The nature of this great power. Đây là bản chất của quyền năng của chính Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. We're talking about the nature of God within each and every one of us. Vô hạn và đầy quyền It's năng. It's unlimited and full of power. Khả năng làm nên những điều kỳ diệu. The ability to do supernatural things. Khả năng để có thể biến đổi những cuộc đời. The ability to change people's lives. Nhấn mạnh với chúng ta rằng quyền năng này không bị giới hạn bởi sức của con người của chúng ta hay là khả năng của chúng ta. That this power, it's not limited by the ability or the giftings of mankind. Vì quyền năng này là quyền năng đến từ Đức Chúa Trời. Because this power comes from the Lord God Almighty. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Thứ tư, mục đích của quyền năng này. Now the fourth thing we're going to talk about is the purpose of this great power. Chia sẻ những ví dụ ở trong Kinh Thánh tại đây để anh chị em có thể thấy được quyền năng này đã thể hiện như thế nào. Let me share with you some examples in scripture so that we can see how the power of God is working. Chúng ta để ý đến Peter. Let's pay attention to Peter. Có một điều gì đó rất đặc biệt ở trong bầu không khí xung quanh sứ đồ Peter. In the area around Apostle Peter. Ông vốn là người đã từng đứng trong sự sợ hãi trước mặt một đứa tớ gái. He was once a person who stood in fear before a little girl. Chối không hề biết Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mà đời sống của ông đã được thay đổi một cách lớn lao. Sau khi ông được báp têm trong Đức Thánh Linh. Người ta không những được lành khi ông People were not only healed when he ministered to them. Nhưng mà dường như họ thấy khỏe hơn khi họ ở gần ông. They were even healthier even being near to him. Những lời chứng này được lan rộng ra và cuối cùng thì người ta đã thực hiện một cái kế hoạch. And people were witnesses as the word continued to spread, and so people came up with this plan. Đó là họ đem những người bệnh để ở bên lề đường. And that is that they took the sick, those needing healing, and put them on the side of the road. Để khi Peter đi ngang qua. That as Peter walked by these people, bóng của ông ngã trên người nào người đó sẽ được bệnh. As it fell upon whoever it was, they were healed. Và điều đó đã xảy ra. You see it. You saw it written for us in Scripture. Không phải quyền năng của Peter nhưng mà quyền năng và sự hiện diện của Chúa ở trong ông. But it's the power of God within him. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Tôi tin rằng Chúa ngài cũng sẽ làm trong những ngày sắp tới. I believe that God's going to do the same in the days to come. Bởi vì những lời chứng được lan rộng thì chúng ta thấy sẽ thu hút nhiều người đến. Because we see when the testimonies go out, witnesses go out, it's going to draw a lot of people unto the Lord. Đây là điều chính lời của Chúa ghi nhận cho chúng ta. This is something that the word of the Lord tells us. Trong chương 5 câu số 15. In Acts Chapter 5 verse 15. Đến nỗi người ta phải đem những người bệnh để ngoài đường phố, đặt nằm ở trên giường và chõng để Phi-rơ khi đi ngang qua, bóng của ông ít ra cũng ngã trên một vài bệnh nhân. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Quyền năng kỳ diệu này cũng đã thể hiện qua thánh vụ của Đức Chúa Giêsu khi ngài trên đất này. We see this great power reveal itself through the ministry of Jesus Christ as he was here on this earth.
Ngài chữa lành những người đau yếu mà không cần phải cầu nguyện. And he didn't have to pray for them. Có những lúc dường như phép lạ xảy ra mà Chúa Giêsu không nhúng tay vào một cách tổ chức. Almost as if miracles happened, but Jesus Christ didn't even intervene. Như khi người đàn bà bị bệnh mất huyết rờ áo Chúa. When we talk about the woman with the issue of blood and she touched the garment of Christ, thì lập tức có một quyền năng thoát ra từ Ngài. There was a power that left him. Chạm đến thân thể của bà. It touched her body. Bệnh rong huyết của bà and đã her issue được cầm blood stopped. Bà được lành ngay tức khắc. And she was healed immediately. Chúa Giêsu quay trở lại để nhìn và hỏi ai vừa mới rờ đến ta. And Jesus Christ turned around and said, "Who is it who just touched me?" Và công việc đã đồn ra cho khắp nơi. And the word spread. Kinh Thánh ghi lại chúng ta the sau Bible đó. The Bible tells us afterwards. Thì dân chúng ở các nơi đem những người bệnh đến. Brought the sick. Và xin để họ có thể được rờ đến áo của Chúa thôi thì họ được lành. If but the sick could just touch the garment of Christ, they would be healed. Và điều đó đã xảy ra. And it happened. Bởi vì Chúa Giêsu là đền thờ di động. Is a mobilized temple for God. Sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời. The presence and the power of God. Ngài được gọi là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. He is called, known as the God who is with us. Emmanuel. Emmanuel. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì người ta rờ đến Chúa thì được lành. Him, he's healed. Người ta kinh nghiệm được quyền năng they của Chúa. They experience the power of ngày God. Rờ đến nay thì người ta được sống lại, người ta được lành. They are raised back to life again. Và khi người ta tiếp xúc với Chúa, Chúa and whenever lịch, they interact with God, thì người phun cũng được sạch. That even Christ, whenever they interact with Christ, that even the lepers, they are healed. Chúa Giêsu là mô hình để cho chúng ta Jesus thấy được. Jesus Christ is the example set for us. Một đấng được đầy dạy Đức Thánh Linh. A God who is full of the Spirit. Và Ngài được Đức Thánh Linh dẫn dắt. And he allowed the Holy Spirit to guide him. Ngài được sức dầu để thực hiện công việc này. To do the work of God. Và Ngài đã thể hiện ra một cách rõ ràng. And we saw it happen very clearly in Scripture. Cảm ơn Chúa, chúng ta để ý đến một con người khác. Let's look at somebody else. Sứ đồ Phaolô. Let's look at the Apostle Paul. Chúa đã dùng tay của ông để làm những phép lạ lớn lao. God used his hands to do signs and wonders, miracles. Đến độ có lúc ông không ở tại đó. That even Paul didn't have to be present at that location. Nhưng mà người ta lấy áo và khăn đã but they were able to take his garment and be able to that he had worn đắp ở trên những người bệnh, and put it upon the sick. Đắp ở trên những người bị quỷ ám, put it upon those that were demon oppressed. Thì người ta được lành. And they were healed. Và quỷ cũng phải ra khỏi and những they were người. Delivered. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Những câu chuyện này chúng ta thấy đã ghi lại cho chúng ta. We see all of these examples written back for us in the word of the Lord. Nhưng mà tôi tin rằng but Chúa Ngài sẽ làm lớn hơn nữa trong những ngày sắp đến. Như Chúa Ngài hứa với chúng ta. Đó là trong những ngày cuối rốt này. Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Và Ngài sẽ khiến không phải chỉ một người. Một nhóm người. Một thành phần đặc biệt. Or a special group of people. Nhưng mà trên tất cả tôi trai tớ gái của Chúa. He's going to raise up all of his sons and his daughters. Amen. Amen. Có ai là tôi trai tớ gái của Chúa here không? Is a son or daughter of the Lord Jesus Christ. Anh chị em là đối tượng của phước hạnh này mà Chúa sử dụng chúng ta. Bao nhiêu người tại đây nhớ và biết rằng chúng ta là đền thờ của Chúa nơi Chúa ngự? Temple where the Lord resides. Hãy được nhắc nhở lẽ thật này trong ngày hôm nay. Be reminded of this truth today. Để chúng ta có thể cư xử một cách tốt đẹp ở trong những ngày sắp đến. So that we can act accordingly in the days to come. Chúng ta nhận biết chúng ta có những điều người ta cần. That we have what people need. Khi chúng ta gặp những người có nhu cầu. When we run into somebody who is either sick or demon oppressed, chúng ta sẵn sàng để được Chúa ngài sử dụng. For God to use us. Để chúng ta đáp ứng những nhu cầu đó. So we can minister to them and meet their needs. Amen, anh chị em. Amen. Những kinh nghiệm này. These experiences. Cũng dành sẵn cho hội thánh của Chúa trong ngày hôm nay. Ready for the church of God today. Trong tuần chúng ta đã nghe những lời làm chứng về một thiếu nữ trong hội thánh của chúng ta. During this week we heard the testimony of a young lady in our church. Ngày hôm qua trong cái lớp chuẩn bị hôn nhân, chúng tôi được nghe thêm một số những lời làm chứng class, nữa. I was able to hear more of her testimony. Tôi muốn nói đến Carol. I want to talk about Carol. Ở trong danh Đức Giêsu đã học ở trong trường chữa lành và đã đi ra và chữa lành cho nhiều người. In the name of Jesus Christ, as she learned in the school of healing, she went out and healed the sick. Đã cầu nguyện cho một chị em hôm Chủ nhật vừa qua. Last Sunday. Đã cầu nguyện cho Sandra và Sandra kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. To pray for Sandra and she was able to experience the healing power of God. Chiều Chủ nhật vừa qua đã cầu nguyện cho nhà tôi. And last Sunday afternoon was able to pray for my wife. Và nhà tôi cũng đã được chữa lành trong nơi của Chúa. And my wife was healed in Jesus' name. Trong tuần chị cô Kim Wan đã liên lạc. During the week Kim Wan had been in contact with us. Thì Carol cũng đã phục vụ nhân danh Chúa truyền lệnh thì sự chữa lành của Chúa cũng đã đến. And Carol ministered to her as well in the name of Jesus Christ and she was healed. Khi đi dạy học ở tại trường, whenever she would, Carol went to go teach at her có school, một người bạn là một giáo viên there was a student dạy cùng there, trường, a teacher there, và bị cần được sự chữa lành cho
hai cái mắt cá của mình. Who needed healing in both of her ankles. Cảm ơn Chúa khi Carol đặt tay và công bố sự chữa lành của Chúa. Her and declared the healing of God. Thì Chúa nghe đã chữa lành. Then we see that God healed that woman. Người bạn này khóc rất nhiều. This friend cried. Rằng Đức Chúa Trời của Carol thật là kỳ diệu. This God that you believe in, Carol, is so amazing. Cái cô này là một người Công giáo. And this woman here was a Catholic. Nhưng mà không biết về Đức Chúa Trời. But didn't know about God. Cho đến khi Carol đã làm chứng rằng Ngài là Đức Chúa Trời mà bạn đã thờ phượng từ nhỏ. Carol witnessed to her and said that the God that you've worshipped since you were young. Đã nghe nói về Ngài. And you've heard about him. Mà giáo hội đã quên về Ngài. But the religious system had forgotten about him. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời hằng sống. He is the living God today. Ngài chữa lành cho bạn. He healed you. Và Ngài muốn quan tâm đến đời sống của bạn. And he cares about you. Anh chị em, đó là điều mà Chúa có thể làm cho một người. My brothers and sisters, if this is something that God can do for one person, Chúa nghe sẽ làm cho tất cả chúng ta. He can do it for all of us. Amen. 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 Carol tiếp xúc được với chương trình huấn luyện trường chữa lành ở trong cuối tuần vừa qua. Carol was able to take part in the school of healing this past weekend. Và lấy đức tin bước ra để phục vụ. In faith, she was able to walk out and minister to those in need. Thì ta thấy lời của Chúa ứng nghiệm. And we saw the word of God take place in those people's lives. And God's miracles happen. Tôi nhân danh Chúa và công bố trong thời gian này. In Jesus' name, I declare right now. Tất cả các anh chị em đã học trường chữa lành. That all of you who are in the school of healing. Ở đây, khắp nơi về đây là tham dự. As well as online. Chúa sẽ ban phước và sử dụng anh chị em một cách lớn lao. Bless you and use you mightily. Anh chị em sẽ thấy kết quả một cách lớn lao trong những ngày sắp đến. You're going to see the results of God in an amazing way in the days to come. Vì Đức Chúa Trời của Phêrô. Because the God of Peter. Và Đức Chúa Trời của Phaolô. And the God of Paul. Đức Chúa Trời của Carol. The God of Carol. Đức Chúa Trời của các thánh đồ của Chúa trải qua bao nhiêu thời đại. The saints who have been throughout history. Cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Is the same God that we worship today. Thánh Linh của họ. The Holy Spirit. Cũng là Thánh Linh của chúng ta. Is the same Holy Spirit that resides with us. Làm việc với họ. As the Holy Spirit worked with them, He's going to work with us. Amen, anh chị em. Amen. Đã đến lúc những câu chuyện tuyệt vời này không còn là những trường hợp đặc biệt nữa. My brothers and sisters, it's time that these stories are no longer special circumstances. Đã đến lúc chúng ta sẽ thấy một cách thường xuyên. It's time for these stories to become normalized every day. Tôi công bố rằng chỉ trong vài năm nữa, declare, in the next coming years, chúng ta sẽ thấy 1 triệu cơ đốc nhân Việt Nam kinh nghiệm được báp têm trong Đức Thánh Linh. 1 billion Vietnamese people baptized in the Holy Spirit. Và trong cái mức độ của sự hiện diện này mà chúng ta đang nói đến ở tại đây, and in the level by which we're speaking about in the presence of the Holy Spirit, thì không có gì khó để chúng ta có thể tin rằng that's impossible for us to believe. Tin lành của Chúa sẽ được giảng cho 100 triệu người Việt Nam của chúng ta. That the gospel of the Lord Jesus Christ be preached to the millions, 100 million. Và sẽ có 53 triệu người sẽ được cứu và được đưa vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. 53 million people will be saved and brought into the kingdom of God. Chúng ta nghe có một lời tiên tri. We have heard the prophetic word. Và chỉ trong vòng 4 năm tới. And that is in the next 4 years. Thì những ước mơ mà Đức Chúa Trời đặt ở trong lòng của tôi. That God has given me. Tôi đã cầu nguyện cho dân tộc của mình. For the people of Vietnam. Sẽ được ứng nghiệm tất cả. Will come to pass. Amen, Jim. Amen, my brothers and sisters. Hãy cùng một đức tin và so with the same faith, chúng ta cùng nhau cầu nguyện để Chúa nghe lòng. Pray together that God will do it. Đó là sự thăm viếng lớn lao của Chúa đến trên hội thánh của Ngài. Visitation will come upon His church. Biến chúng ta từ những người ngồi ở trong nhà thờ. Sit in the church. Những viên muối mặn được bỏ trong hũ. The salt that's been put in a jar. Sẽ được Chúa nghe rải ra. That God will spread us all over the world. Chúa làm chúng ta mặn thật mặn. To cause us to be very salty. Để Chúa nghe rải chúng ta ra đâu. And then He'll spread us that wherever we are spread, that we're going to impact that area. Để Chúa nghe sẽ làm chúng ta là những ngọn đèn. God will cause us to be a light. Được Chúa nghe thắp sáng. That He has lit up. Để ánh sáng của Chúa đã đến trên chúng ta. His brightly that has come upon us. Và vinh quang của Ngài đã đổ trên chúng ta. Glory put upon us. Chúng ta sẽ trỗi dậy. That we'll be able to rise up. Tỏa sáng ra. And shine brightly. Và nhiều người sẽ được phước của Chúa. And many will be blessed for the glory of the Lord. Amen. Cho nên hãy hoan nghênh và liên tục mang lấy sự hiện của Đức Chúa Trời. Welcome the presence of God. Trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Him every day in your life. Và trong sự phục vụ của chúng ta. In your service, your ministry to others. Trong việc truyền giáo của chúng ta. In the way that you evangelize. Amen, anh chị em. Amen. Chúng ta ứng dụng thực tế quyền năng này như thế nào? So how do we apply this great power? Trước nhất chúng ta cần có một sự nhận biết để chúng ta đón nhận. First of all, we have to acknowledge that there is a power for us to receive. Người chưa được cứu phải tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu chúa đời sống. The lost have to be saved in Jesus Christ. Tội lỗi được cất đi. The sins must be cleansed by His blood. Được sanh lại trong Thánh Linh. To be born again by the Spirit of God. Để cuộc đời được Chúa Ngài xây dựng trở lại. To have a life rebuilt by God. Được thánh hóa. To be sanctified. Để một lần nữa làm xứng đáng làm nơi Đức Chúa Trời ngự. Can be a place worthy where the Lord can reside.
Sau đó đón nhận báp têm của Đức Thánh Linh. Receive the baptism of the Holy Spirit. Để được mặc lấy quyền phép. To be clothed in power. Và tiếp tục sống đời sống cầu nguyện thiết với Chúa. A prayerful life in an intimate relationship with the Lord God Almighty. Và áp dụng đức tin rời núi. And to use, apply this faith that moves mountains. Và vâng phục cũng như trông cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Depend on the power of the Holy Spirit. Thì chúng ta sẽ là những đền thờ di động này. Then we'll become temples mobile everywhere for the Lord. Chúng ta sẽ đi ra khắp mọi nơi rao giảng tin lành của Chúa. Preaching the word of God. Đức Chúa Trời sẽ lấy những dấu kỳ phép lạ cặp theo và làm cho chúng ta. And wonders to follow. Amen. Amen. Và khi chúng ta đi ra, chúng ta gặp những người đau ốm và chúng ta gặp quỷ thì chúng ta làm gì? And whenever we go out and we encounter one who is sick or we encounter demons, what are we going to do? Chúng ta đã được huấn luyện. We've been trained. Chúng ta được giao cho thẩm quyền trong danh của Chúa Giêsu. Authority in the name of Jesus Christ. Thì chúng ta có thể truyền lệnh cho bệnh tật phải ra khỏi. We can command for the sickness to leave these bodies. Vì Chúa cho chúng ta có vương quyền. Because God gives us the authority. Để chúng ta có thể truyền lệnh như một vị vua truyền lệnh xuống cho dân chúng ở trong đất nước của mình. Authority to be able to command as a king commands his servants or those under him. Được Chúa ngài dựng nên chúng ta là nước của thầy tế lễ và của nhà vua. He's given us a priestly position. Anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa vì nhiều người trong chúng ta biết mình là thầy tế lễ cho Chúa. We praise God because many of us understand that we are the priests of God. Nhưng mà còn nước của các vị vua thì chúng ta chưa nhận. But then what about that kingdom authority? Have you received it yet? Kingly authority. Chúa ngài cho chúng ta là những người vua trong nước của các vị vua này. Because the Lord allows us to be kings amongst several kings, other kings. Nên Chúa Giêsu được gọi là vua trên muôn vua. That is why Jesus Christ is called the King of all kings. Amen. Amen. Cho nên vị vua của Đức Chúa Trời. So kings of the Lord Jesus Christ. Chúng ta không có năn nỉ ma quỷ nữa. We no longer plead with the demons. Chúng ta cũng không bỏ chạy khi nó tấn công chúng ta. We don't run in fear from them. Nhưng mà chúng ta hãy đứng lại. But we stand. Trong thẩm quyền của Chúa. In our authority. Chúng ta cột trói nó. And we bind them. Và chúng ta truyền lệnh. And we command them. And we cast them out. Ra khỏi những người mà nó đang gây khổ. Cast them out of those that they are victimizing. Amen, anh chị em. Amen. Chúa cũng ban cho chúng ta thẩm quyền để lời nói của chúng ta đem lại một sức mạnh rất lớn. God also gives us the authority that our words bring about power. Chúng ta có thể quở và rủa xả bệnh tật. We can curse sickness. Như tôi đã làm chứng với anh chị em, tôi đã từng quở và rủa xả ung thư. That I have cursed cancer. Truyền lệnh cho nó phải khô héo và rụng mất. To wither away. Thì nó cũng vâng lời. Then it must obey. Tôi truyền lệnh cho những cái khối u trong thân thể của con người. I commanded tumors. Chúa ngài cũng đã đáp lời cầu nguyện. And God responds. Để người ta kinh nghiệm được sự chữa lành từ Chúa. So that people have received healing in Jesus Christ. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Go Kim Chi, vợ của anh Tập. Go Kim Chi, the wife of Anh Tập. Có một cái khối u trong não của mình. Had a tumor in her head, her brain. Cảm ơn Chúa khi chúng ta công bố điều đó, nó phải thu nhỏ lại và biến mất khỏi thân thể. We commanded that tumor to shrivel, to shrink and disappear. Thì nó phải vâng lời. It had to obey. Nhân viên của chị Loan ngồi phía trước tại đây của chúng ta. A worker that works with Miss Long who's sitting in the front. Có một cái khối u trong ngực của mình. Had a tumor in her breast. Lớn bằng một cái trái chanh. As big as a lemon. Và khi chúng tôi công bố rửa sạch nó, bảo nó phải thu nhỏ lại, to wither, to disappear, to shrink, thì nó cũng đã vâng lời. Và phép lạ đã xảy ra. And a miracle took place. Cô đã thấy nó biến mất. And she saw that it disappeared. Và vẫn giữ cái sự chữa lành cho đến and ngày hôm nay. Kept her healing till today. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta cũng có quyền để truyền lệnh cho linh đau ốm phải ra khỏi. We also have the authority for the spirit of illness to leave. Có những lúc bệnh nó là do sự áp bức của ma quỷ. Because sometimes sickness is by the oppression of demons. Để chúng ta giải quyết được bệnh. In order to deal with the sickness. Chúng ta phải đuổi quỷ gây bệnh tật ra. We have to bind up and cast out that spirit. Để người ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành. Can experience the healing of Jesus Christ. Chúa ngài cho chúng ta biết có một cái linh ở trong Kinh Thánh. The Lord lets us know that cho chúng ta là linh của câm và điếc. There is a spirit written for us in scripture known as the spirit of the deaf and dumb. The deaf and mute. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng tôi đã chứng kiến rất là nhiều việc đã xảy ra cho những người ở trong cái sự khó khăn này. We praise God because we ourselves have been a witness to how God has helped people in this situation. Những người bị linh của câm và điếc. People who have that spirit of deafness and mute. Từ lúc sanh ra họ chưa bao giờ nghe và chưa bao giờ nói. Been able to hear or speak. Nhưng mà chúng tôi đã thấy họ đã được lại cái khả năng để có thể nghe và có thể nói một cách tự do. But in the name of Jesus Christ, we've been able to see them, be able to hear and to speak. Bởi vì khi chúng tôi truyền lệnh cho cái linh câm và điếc này phải ra khỏi. Because whenever we commanded the spirit to leave them, thì lập tức tai của họ được nghe. Immediately their ears were able to hear. Lưỡi của họ đã thông thả và nói. And their tongue was able to be freely move and speak. Và cái âm thanh đầu tiên chúng tôi hướng dẫn cho họ. And the first word that we're able to
encourage them to say, đó là công bố is to declare thật là quyền năng này, that this name above all names, Jesus, Jesus, thì họ đã công bố Jesus trong and they were able to speak the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em được khích lệ không? Are you encouraged, my brothers and sisters? Hỡi những đền thờ di động của Đức Chúa Trời. So, temples of the Lord who are mobile throughout the earth. Hãy nhận biết. Understand. Đức Chúa Trời. That God. Bởi quyền lực đang cảm động trong chúng ta. By the power that's within us. Có thể làm trỗi hơn vô cùng. Immeasurably more. Những điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Than we can ask or even imagine. Amen, anh chị em. Amen. Nguyện Chúa được vinh hiển trong hội thánh của Ngài. So may the Lord be glorified in His church. Chúa được vinh hiển trong hội thánh của Ngài. May He be glorified in His church. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa trong hội thánh của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Tôi khuyến khích anh chị em trong thời gian này. I encourage you now, my brothers and sisters. Nhiều hành động của đức tin. By an act of faith. Chúng ta đứng lên trên chân của mình. Let us rise up on our feet. Đặt tay ở trên người của mình. Put your heart, hand upon your heart. Và công bố. And declare these things. Tôi là đền thờ của Đức Chúa Trời. I am a temple of the Lord Jesus Christ. Và Thánh Linh của Chúa đang ở trong thân thể của tôi. The Holy Spirit is in me. Và nói với một tấm lòng hết sức thành thật. And say it sincerely before the Lord. Lạy Chúa hôm nay. Lord God, today. Trong ánh sáng của lời của Ngài. In the revelation of your truth, your word. Con xin đón nhận. I receive. Chính Chúa ở trong con. You living in me. Con là đền thờ của Đức Chúa Trời. I am a temple of the Lord God. Nơi Chúa đang ngự. A place where you reside. Là Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho con. The Holy Spirit that you've given me. Kể từ ngày hôm nay. From this day forward. Khi con đi đâu làm gì. Wherever I go, whatever I do. Con biết rằng. I know. Chúa đi cùng với con. That you are with me. Và Ngài sẵn sàng. And you are ready. Để làm những việc kỳ diệu. To do signs and wonders. Trong đời của con. Through my life. Con cảm ơn Ngài. I thank you, Lord. Xin khiến đời sống con. Cause my life. Làm những nhân chứng đầy quyền năng của Chúa. To be a witness full of power. Để nhiều người được biết. So that many will know. Có một Đức Chúa Trời toàn năng ở trên bầu trời của Houston này. That there is an almighty God above Houston. Và chúng con là những đền thờ của Chúa. And we are the temples of this God. Chúng con làm những điều này. We do all these things. Trong sự sai phái của Chúa. Through your commissioning. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Được, anh chị em hãy dâng lên Chúa. Yes, give the Lord. Cảm ơn Chúa. And applause. Hãy bước đi trong đặc ân này anh chị em. Walk in this amazing gift of the Lord. Có một lần ông Vương Phục của đài Sài Gòn Houston phỏng vấn tôi. There was one time that this person on Saigon Houston, the radio station, was interviewing me and he said, the president. Ông hỏi thưa mục sư, trong cuộc đời mục sư thì mục sư thấy có đặc ân nào là đặc biệt nhất ở trong chức vụ cũng như thánh vụ của mục sư. This president of the radio station, he asked me and he said, Pastor, what is it in your life that you consider to be the most privileged, the most honored thing? Câu trả lời của tôi là được thẩm quyền để sử dụng danh của Đức Giê-xu. And I responded to him by saying the authority to speak in the name of Jesus Christ. Bởi vì Đức Giê-xu ban cho chúng ta danh của Ngài. Because Jesus Christ gives us His name. Để qua danh của Ngài. That through His name. Tất cả những lời chúng ta cầu nguyện đều được đáp lời. Everything that we pray comes to pass. Và tất cả những gì chúng ta công bố danh của Chúa. Everything we declare in the name of Jesus Christ. Thì nó phải vâng phục. It must obey. Bởi danh của Ngài. Because the name of Jesus Christ. Chúng ta sẽ thấy những việc kỳ diệu xảy ra. We're going to see signs and wonders, miracles. Bởi tin Chúa Ngài ban cho. By the faith that He's given us. Và chúng ta tin nơi Ngài một cách tuyệt đối. We're going to believe in Him ultimately. Thì bởi Đức Chúa Trời. Because God. Bởi quyền lực cảm động trong chúng ta. Because the power within us. Có thể. It is possible. Làm trỗi hơn vô cùng. To do more than immeasurably more. Chúng ta có thể cầu xin. Than we can ask. Hoặc suy tưởng. Or imagine. Để Đức Chúa Trời được sáng danh trong so hội thánh của Jesus Ngài. Christ can be glorified in His church. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Trong thời gian này chúng tôi xin kêu gọi. Nếu có ai có mặt tại đây nhưng chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống. At this time we want to call out. We want to ask if there's anybody here in this room who has yet to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi nhóm này. Or for those of you that are watching online. Hay là được nghe sứ điệp này trong những ngày sắp đến. And you hear this message whether it be today or in the days to come. Nếu bạn cũng chưa tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống. If you have never received Jesus Christ as your Savior. Thì hãy lặp lại lời cầu nguyện này. Repeat after me. Lạy Chúa. Lord God. Con là một tội nhân. I am a sinner. Cần sự tha thứ của Ngài. I need your forgiveness. Con cảm ơn Chúa. And I thank you. Đã chịu chết trên thập tự giá. Because you died on the cross. Để đền nợ tội thay cho con. For me.
con xin tiếp nhận I receive you, sự cứu rỗi của Ngài. I accept your salvation. Xin bước vào cuộc đời con. So step into my life, làm cứu Chúa, to become my Lord, là chủ của cuộc đời con. Savior, con cảm ơn Ngài. I thank you. Xin ghi tên con trong sách sự sống Write của Chúa. My name in the book of life, để thiên đàng là nhà tương lai của con. So that heaven could be my future home. Chúa trời là cha của con. And that the Lord God would be my father. Và con sẽ làm đền thờ nơi Chúa ngự trên đất này. A temple by, in whom you can reside. Con cảm ơn Ngài. I thank you. Và con thành kính cầu nguyện. And I pray all these trong things danh Chúa Jesus Christ. In Jesus name. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Và chúng tôi cũng sẽ phục vụ những ai có nhu cầu cần được chữa lành ở trong thời giờ này. Cho những ai có những đau ốm trong thân thể và cần được sự chữa lành. Chúng tôi đã huấn luyện và các anh chị em của chúng tôi có thể tiếp tay với chúng tôi để phục vụ quý vị. Cho nên xin đừng ngần ngại, có thể tiến lên phía trước ở đây và chúng tôi sẽ phục vụ quý vị. We also want to minister this afternoon to anybody here that has a need. We have been trained, we have been taught. We want to minister to you in the name of Jesus Christ. So don't hesitate. If you have a need today and you want to receive prayer, please come to the altar. Hội thánh hãy ra về làm đền thờ di động. In church, go out and be a mobilized temple for the Lord. Và bởi ơn của Chúa giúp đỡ cho nhiều người. And by His grace, help the multitudes in Jesus' name. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.